Tôi cần thay một mũi khoan cứng. Hãy bắt đầu phá bỏ ngôi nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ xúc sỏi. Tôi cần thay gầu. Bỏ đá đi, lấy chỗ để xây dựng ngôi nhà mập. Đấy là xe ben trong đội chúng tôi. Xe tải chở đá vỡ và chất thải đi. Tôi là xe trộn bê tông. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra bê tông. Mái nhà cần được đổ bê tông. Bây giờ hãy bắt đầu làm bê tông nhé. Đổ vật liệu vào phễu trước. Sỏi. Cát. Xi măng, nước, bê tông được chồn kỹ rồi. Nối các ống vào là chúng ta sẵn sàng đổ bê tông lên mái nhà. Tôi là cần cẩu và tôi có thể nâng hàng hóa rất nặng. Chọn viên gạch và ốp lên biệt thự. Tiếp theo, hãy lắp cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự.